Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGroup từ Comarket Cap nha bạn. Thì chương trình iGroup này mình đang chia tổng giải thưởng là 125k BNB và BRT token X-Fund nha bạn. Thì con này dành cho 20.000 member nha bạn. Thì tỷ lệ win rất là cao của mình nha các bạn. Chương trình iGroup này còn 6 ngày 2 giờ nữa end nha các bạn. Thì để tham gia với hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap các bạn. Sau khi các bạn có tài khoản trên CoinMarketCap xong thì các bạn nhấp vào link sự kiện, các bạn đăng nhập login vào các bạn. Sau khi các bạn login xong thì các bạn bắt đập lên các bạn. Và các bạn. Sau khi các bạn login xong thì các bạn bấm vào join iGroup nữa các bạn. Mình sẽ nhận được 0.05 token X-Fund này các bạn. Con này chắc khá là đắt nha bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào Add to Wallet nè. Rồi sau khi bạn bấm Add to Wallet xong thì các bạn join vào kênh group follow, kênh follow Twitter, hai kênh Twitter nè bạn, và retweet cho pinbot bài viết này nè dưới để mà làm từng nhiệm vụ một. Trên kênh Telegram nó thì các bạn join vào các bạn. Sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt đập lại cái link form hồi nãy nè các bạn. Trên Twitter thì bạn follow người ta các bạn, vì mình đã dự án CoinMarketCap mình đã follow hết rồi các bạn. Rồi sau khi bạn follow rồi bạn mình up lên info. Rồi tiếp tục các bạn retweet post bài viết của nó người ta các bạn, bấm vào retweet nè. Trên Twitter thì các bạn like nè các bạn. Con này sao nó không yêu cầu mình tweet dưới hashtag gì chứ các bạn. Thì các bạn cứ tweet lại đi nghe ta các bạn. Dẫn như tweet đi. Các bạn tao quyết dưới username của nó nha các bạn. A còng Suri Sute Sute.io nè các bạn. Rồi xuống đây các bạn gọi A còng CoinMarketCap đi các bạn. CoinMarketCap nè. Rồi các bạn tao quyết lên nha các bạn. Sau khi tao quyết lấy xong thì các bạn bắt up lại link phong mình nè các bạn. Sau khi ta sẽ dân ra. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 của mình nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên Digital Wallet hoặc là MetaMask nha các bạn. Rồi, các bạn lựa chọn địa chỉ BNB Smart Chain nè, các bạn sẽ chép địa chỉ viết mình lên các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên link form hồi nãy nha các bạn. Bạn dán vào đây nha các bạn. Phan các bạn chờ chút xíu nha. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow dự án các bạn. Các bạn mở tại Twitter của bạn, các bạn vô trang cá nhân của tất cả các bạn sẽ gặp cộng WinV này nó chính đó. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn đang join tại group các bạn. Thì các bạn nhấp vào quay gặp bên cùng vào setting thì sẽ thấy username đó. Thì tiếp tục các bạn gỡ lên cái link retweet bot nè. Thì các bạn mở tại Twitter mình gọi lại nè. Rồi các bạn nhấp vào ba bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn lựa nó các bạn tự quyết hồi nãy nè. Rồi nha các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Sau khi sao chép liên kết xong thì các bạn bắt up lại cái link form hồi nãy nha các bạn. Bạn dán lên quyết ở đây nè. Con này khá là đắt các bạn. Những dán sự kiện từ CoinMarketCap thì uy tín 100% các bạn. Chỉ sợ mình không may mắn nhận được token thôi. Rồi các bạn bấm mở ra nè. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn. Rồi thông tin đầy đủ chính xác hơn thì các bạn bấm join iGroup nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup bằng chia tổng giải thưởng là 1.000 token X-Fund với trị giá là 125k BNB và BRT. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.